Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị mấy nghiện bột khô, nghiện bột nông sản, bột dược liệu ha. Này khoai sau khi mà mình xếp khô sẽ cho vào máy nghiền búa và ngũ công để nghiền lành bột mịn. Thì quá trình nghiền ha, cứ cho sản phẩm liên tục vào máy theo công thức của máy. Sau khi nghiền xong thì mình sẽ tắt máy cho bột thành phẩm ra. Kiểm tra bột cái độ mịn đều đạt yêu cầu của người sử dụng. Máy được chế tạo toàn bộ bằng inox 304.